xuân ngang hạ tàn, tình tịch tang, tình yêu nào đâu dễ dàng. Em có chồng rồi em ơi, để năm xuân cộng thêm con gà em mời anh chơi. Nhà em có thủ địa rồi, nè anh về đi nhá. Đâu phải muốn gì cũng được nên anh đừng làm như thế. Nhà em không còn dư ghế cho anh ngồi đâu. Chó sẽ đã phá tư thế anh ơi anh về mau. Từ nay và về sau anh đừng ghé nữa nhá. Ba hôm bảy viết gì anh đừng ghé nữa nhá. Người ta thường hay nói khó quá không được thì thôi. Nhiều khi tình duyên tới là ý do ông trời. Đừng nên hoài trông mong, theo em không được gì đâu. Điều anh hằng mong muốn, ba má em sẽ buồn. Anh ơi anh về đi. Chửi gì đấy em? Mày em lại cứ phải nhảy lên thế. Nãy mày chưa bảo bà ăn cắp này chuối của mày còn gì nữa? Em nhầm rồi. Tôi chửi là chửi thằng bán trứng. Chứ tôi đâu có chửi em. Bây giờ mày định thế nào? Mày đánh đầu tao đi để đánh đi. Chuyên hát ca, anh kia
suốt ngày ba hoa. Anh kia trông rất hay, thấy anh ôm cây si trước sân nhà. Đôi khi em muốn yêu, nhưng em chẳng hợp yêu ai. Không ai giống anh, khiến em vui như sương sớm trong lành. Sao lại như thế này, sao lại như thế này. Em đẹp xinh thế này, thế sao vẫn vẫn một mình. Sao lại như thế này, sao lại như thế này. Em vẫn chưa có chồng, lắm môi tối ngồi không. Nếu anh cứ đi và tìm chốn xa lạ, nếu em cứ yêu và chờ anh ở nhà, nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui. Nếu em cứ ngây khờ như ban đầu, vẫn tin dấu đôi lần em u sầu, rồi anh vội mang ấm áp trao người khác. Em đây chẳng phải thủy kiều, dám thanh xuân chờ tình yêu anh. Chào em nụ hôn, nhưng trong mong mình có nhau. Trong năm kiều vẫn là kiều, nhưng em đâu liệu mình yêu anh. Xin anh rời xa, chẳng lấy em chút bình yên. Mày, mày làm loạn trong nhà không à? Con không dám ạ. Mày lại còn cãi à? Ông thấy rành rành đấy này, ông sẽ cho mày vào tù. Để mị nói cho mà nghe, để mị nói cho mà nghe. Không.